huấn luyện viên bãi tướng của đội tuyển Việt Nam từ chức vì không qua được vòng loại World Cup 2026. Đội tuyển Syria đã thua Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ở cuộc chiến tay đôi giành vé đi tiếp tại bảng B vòng loại 2 World Cup 2026. Ngay sau khi giai đoạn 2 kết thúc, huấn luyện viên Hector Cooper của Syria đã tuyên bố từ chức. Quyết định được ông công bố trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá Syria, SFA. Tôi rất vui khi được làm việc với các cầu thủ, rất vui khi nhận được sự giúp đỡ từ Liên đoàn bóng đá Syria, SFA. Họ đã rất hợp tác và đáp ứng mọi yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật từ chúng tôi. Nhưng tôi nghĩ trận đấu này, thua 0-5 trước Nhật Bản, là điểm kết thúc chặng đường. Tôi muốn cảm ơn những người ủng hộ ở Syria và cả ban quản lý SFA vì đã cống hiến sức lực để giúp đỡ chúng tôi. Thật không may, đây là bóng đá. Cuối cùng, tôi cảm ơn các cầu thủ vì những nỗ lực của họ và tôi xin lỗi người hâm mộ. Tôi muốn làm họ hạnh phúc, nhưng mọi thứ không như chúng tôi mong đợi. Tôi cảm ơn mọi người vì những khoảnh khắc mà chúng ta đã chia sẻ cùng nhau. Dù sao, tôi cũng đã cố gắng hết sức. Kể từ khi được bổ nhiệm làm huấn luyện viên đội tuyển Syria từ tháng 2 năm 2023, ông đã dẫn dắt đội tuyển 17 trận, với 5 trận thắng, 6 trận thua, gồm trận thua Việt Nam ở trận giao hữu cách đây 1 năm. Khi Việt Nam được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Philip Trucci, trong khoảng thời gian qua, ông Cooper đã gây ấn tượng khi đưa Syria vượt qua vòng bảng ASEAN Cup 2023, tạo nên cột mốc lịch sử cho đội tuyển này. Ông Cooper được đánh giá cao khi có công nâng tầm sự nghiệp của những Yali Elias, Ezekiel Ham, Pablo Sabat, Mahmoud Dahoud và Emiliano Amor. Nhưng tại vòng loại 2 World Cup 2026, Syria đã gây thất vọng. Họ thua Nhật Bản cả hai trận với cùng tỷ số 0-5. Họ cũng thua đối thủ trực tiếp Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và đó là lý do khiến Syria chấp nhận vị trí thứ 3, kém Triều Tiên 2 điểm. Sau khi rời ghế, cựu huấn luyện viên Inter Milan đã nhắn nhủ đội tuyển Syria rằng đội bóng này cần thêm thời gian xây dựng lối chơi, bây giờ bạn có những cầu thủ rất giỏi, nhưng họ cần thêm thời gian để hòa hợp và xây dựng thành một đội tuyển mạnh. Dự án do liên đoàn này khởi xướng cần thêm thời gian. Tôi chúc bạn may mắn trong những ngày sắp tới, ông nói,